rồi anh em. Em đang bán giao bán cho anh trai đuôi còi hơi các bạn này, Trung Quốc này một. Bắn lên các bạn dùng ống hơi 12 giúp mình nhá. Riêng còi đôi 1 mét cả 70 các bạn nên dùng ống hơi 12. Và đây là bắn cho anh trai con dưa le đuổi 3 tiếng. Đấy. Kèn đuổi 3 tiếng, hàng đẹp luôn. Đó. Công tác của nó đây. Đúng rồi, cái đấy là cái chuyển tiếng đấy anh. Cứ bật một vài lần. Đúng rồi. Bình thường của nó sẽ là bập. Anh chuyển các chế độ thứ hai thì nó sẽ giống như kiểu đuổi mấy bác anh nghe trên đường đấy. 3 tiếng đấy, còn cái đuổi thì nó rẻ hơn nhiều, đuổi thì nó chỉ là cái lỗ tặng đấy. Nó không có chế độ gạt như thế, gạt như thế là 3 tiếng. Chuẩn luôn, căng đét luôn. Đấy, con này là 70 anh em nhé, con này là 70 này. Con này là 1 mét này. Đó, lắp vào con đông phong của các anh ấy là chuẩn bài luôn anh em nhé. Hơi bắn hơi 12, ống 12. 12 cân. Không, ý là anh nên dùng ống hơi 12 thì nghe tiếng còi nó sẽ hay hơn. Còn nhiều người mà chơi ống 6 là nghe nó bị hụt hơi. Cái cú này là cú đấy thì anh đừng chơi. Khi nào anh đấu thì là thợ điện người ta sẽ dùng cú đấy nhanh thì hay hơn. Chứ, đúng rồi, chứ ai bây giờ dùng cái đấy cái bảo người ta đi ôm ống. Đúng rồi, anh bảo thợ là chạy ống 12 thì nghe nó sẽ bền hơn và nghe sướng hơn. Tổng với bao tiền này? 1.6 triệu thôi anh. Nghe cho chắc luôn. À, 400 3 tiếng đây anh em, còi hơi đây nhá, kèn này nhại 400 anh em này. Đấy, con này là kèn loại 1 anh em nhá. Đó, bạn thấy không, đây là có công tắc này. Đấy, nó có công tắc gạt này, chuyển đổi rộng này. Đấy, đấu thì thợ điện người ta thì cái này quá đơn giản đó các bạn ạ. Còn anh em nào mà chuyên một tí về điện xe là các bạn biết đây, lửa này, lửa 1, lửa 2 này, nái phụ ngắt này. Đấy, nó có đánh dấu với cái vạch đây các bạn này. Đó, music, nhạy kèn music là gọi là 3 tiếng đấy các bạn. Đấy, con này dùng để cho điện 12, 4 anh em nhé. Có con tên còi hai hàng có dài bao nhiêu anh? 65. Anh nắp vào con này thì để trên cabin đi. Em có, em để dưới được. Có tầm bao nhiêu tiền? 65, dài 65 mà hai hàng đúng không anh? Nó rơi tầm 5.5 nhá. Ok. Chú lấy chú cây đèn chú ạ. Hai hàng trắng đi anh lấy mắt lồi mắt bi. Mắt bi đi. Ok. Đèn hai hàng. Chú sau khi anh trai làm được còi thì đang thiết kế quả đèn vào đây để bắn còi anh em nhá. Đấy. Cũng được anh ạ. Tạm ổn. Là chói mắt luôn này anh em nhá. Bóp còi là đấu con này thì anh em đấu đơn giản thôi, anh em đấu theo thôi, có nghĩa là anh em đấu đấu dây lửa cho chung vào với còi thôi là nó sẽ gọi là bóp, nó sẽ đuổi theo còi anh em ạ. Cái này thì các bạn một là đấu lấy, hai các bạn ra thợ điện đấu thì rất là đơn giản. Đấy. Rất là đơn giản luôn. Xong anh nhá. Em cảm ơn anh nhá. Thank you anh. Đấy, thế là xong rồi anh em nhá. Mai kia thì anh ấy lắp xong thì là sẽ qua nhà mình sẽ bóp thử và bắn còi cho anh em xem nhá. Đấy, bác thì cũng hãy chạy qua đây. Đấy, thì công ty môi trường thì cũng gần nhà mình mà. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 anh em nhá. Anh em đón chờ video 2 bóp còi nhá. Thì bác cũng hay chạy qua tuyến đường nhà mình vào. Thì thành ra là mình sẽ thử cho anh em test thử về tiếng còi khi lắp lên xe. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng nhận thức giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.